Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới những năm qua, trên địa bàn huyện Khoai Châu đã xuất hiện nhiều điển hình tự nguyện hiến đất ngày công lao động, hỗ trợ kinh phí để làm đường giao thông nông thôn và các công trình thiết chế văn hóa khác. Tiêu biểu là ông Lê Xuân Thảo ở xã Ông Địch ngay sau khi xã Ông Đình phát động phong trào xây dựng nông thôn mới với trách nhiệm của một công dân, ông Thảo luôn xác định mình phải làm người gương mẫu, đi đầu cho phong trào để người dân trong xã noi theo. Vì vậy, ông và gia đình đã tích cực tham gia phong trào bằng nhiều việc làm ý nghĩa. Ông đã đóng góp 16 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương như làm đường giao thông, nhà văn hóa, trường học, xây dựng chùa, trùng tu, cải tạo di tích. Không những vậy, ông còn đến các hộ xung quanh vận động giải thích mục đích của xây dựng nông thôn mới là làm lợi cho tất cả mọi người dân nên đông đảo nhân dân hưởng ứng. Những việc làm và sự đóng góp tích cực của ông Thảo năm 2019, ông được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen vì có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.